Ta sẽ trải nghiệm Kylian Mbappe mùa thường ở bức thiện cộng 8. Này, giá trị của anh là 20,2 tỷ. Mùa giải này vị trí ST ở bức thiện cộng 8 của anh 98 và W. Tại anh đang bị một hai chỉ số do phong độ. Ở chỉ số cộng 1 thì ST là 83 và 84. Lưng 13, chiều cao 1m78, nặng 73 gram thì trung bình chân thuận trái 4,5. 5 sao kỹ thuật. Chỉ số vận gốc bao gồm sút xoáy, đế, mà tốc độ, sút và tạt má ngoài qua người. ST thì Mbappé mạnh ở khả năng tăng tốc và tốc độ. Bóng giữ bóng. Phản ứng xanh thủ rất giàu tốc độ và nhanh. Ta sẽ review Mbappé ở vị tốt nhất của anh ở giải hiện tại là W. Thì bạn để hơn như sau: 03 1 khóa bạn thường thâm nhập ấm ta sẽ vào in trải nghiệm. Này, cả Messi thời trẻ của mình chưa hơn so với Kylian Mbappé. Mbappé là một sự khác biệt rất lớn khi mà ngay ở độ tuổi còn rất trẻ ghi bàn ở giải Ligue 1 Pháp và Champions League cũng như đoạt danh hiệu World Cup cao quý cùng đội tuyển Pháp và hướng tới Euro tiếp theo. Mbappé trong in-game thì là có thể hình tương đối đẹp, chiều cao của anh thì hạn chế. Thể hình bình giúp Mbappé rất nhanh. Vậy chúng ta thấy được nhanh nhẹn và sắc bén như thế nào của em Mbappé mùa giải thường. Và dứt điểm rất hiểm hóc. Mbappé dứt điểm bằng chân trái hay chân phải đều rất tốt. Mặc dù chân phải của anh là chân thuận hơn so với chân trái. Với 5 sao kỹ thuật ở mức thiện cộng 1 và khi ép lên cộng 5 thì có 6 sao kỹ thuật. Mbappé thực hiện những điều tinh tế nhất trong in-game. Và giá trị ngoài đời của em Mbappé hiện tại được tính khoảng tầm 300 triệu bảng. Tiền rất lớn, vượt qua mọi cầu thủ đắt giá nhất hành tinh đầy. Và việc Real Madrid có được em Mbappé chi ra một số tiền cực kỳ khiếp, nó có thể đầu tư nguyên một đội hình sức cạnh tranh ở giải Ngoại hạng Anh. Ta thể nói lên được chất và tiềm năng lớn của Mbappé. Thực tế bây giờ em Mbappé đã được đứng ngang hàng vai cùng CR7. Thậm chí mùa giải vừa rồi anh còn vượt qua cả CR7 để vào đội hình Totti tì nằm. Cách thi đấu của em Mbappé khiến cho người ta liên tưởng tới một huyền thoại của Pháp, đó là Thierry Henry, người được mệnh danh là đứa con của thần gió. Và tốc độ em Mbappé và Henry đều rất bá đạo. Thế khi sẽ nói khi tăng tốc gần như không có hậu vệ nào
tốc độ để theo được Mbappe của Angri. Rất nhanh nhẹn rồi, skill rất hay. Mbappe không những đầu bàn bằng chân tốt mà anh có thể đánh đầu rất hay. Cao chiêu nó 8 cũng khiến cho Mbappe có phần thất thế hơn so với những vệ cao to bên. Khi sử dụng Mbappe thì chúng ta hãy sử dụng đến kỹ thuật và tốc độ của anh, nhanh nhẹn và khả năng đỡ, phán đoán tình huống cao, nhận một AI thông minh. Mbappe thi đấu rất linh hoạt, hiện ở những nóng như sân và sẵn sàng toang ra cơ hội các đồng đội bàn hay tự mình dứt điểm hiểm hóc. Mbappe không chỉ bằng CD hay mà anh còn CD cũng bấm bóng tinh tế. Có thể nói trong một tương lai không xa thì Mbappe hoàn toàn sẽ giành vàng, và khi mà năm nay anh đang còn rất trẻ, sinh năm 98 và năm nay mới bước vào 22. Với những cầu thủ Việt Nam mới có thể thi đấu ở đây rồi. Chân trái của em bóp không thể bằng chân phải được. Năng độc lập đấu thì em tục với đồng tạo chân bóng của anh là hoàn hảo. Tại hiện tại thì thích hợp cho vị cánh khi với đạo là một chút hay là bịt phải. Hai tiền vệ phòng ngự thê thảm, điều nhiều tới khả năng phòng ngự. Bạn chưa đấu, các bạn cần chào phong độ nào, phong độ hay ngay không để thân anh ta sẽ thi đấu tệ. Là mất hai tiền vệ cực đại.
ảnh hưởng rất nhiều tới thi đấu của toàn đội. Hiện phong độ là hiểu được đá như ta sẽ trải nghiệm đâu kiểm tra phòng độ cầu thủ mà trên sân anh ta bóng đá Pháp thì luôn sản sinh ra rất là giỏi. Và trong bích thì chúng ta thấy có tới 3 trang phục. Chúng ta sẵn sàng hợp nhất trong mỗi trận đấu xếp hạng. Và sẽ cho Mbappe cầm bóng nhiều hơn và phá. Nhanh. Mbappé
hay, một đường tạo rất tốt, Terra chắc chắn là không chờ được rồi. Với một đường kiến tạo như mơ mà Mbappe dành cho huyền thoại này thì bỏ lỡ cơ hội được. Ta thấy khả năng kiến tạo cho đúng bởi với đảo như à in việc có thể điều khiển thủ môn huấn luyện viên hoạt hơn trong không rồi được ở bên tốc rất hay hay luôn. phá luôn ta thấy học bề rất nhanh. Wow, siêu phẩm, cô béo, quá đỉnh, quá đẹp luôn, wow, quá tượng, ta đã chứng kiến một siêu phẩm của cô béo, hot. Kéo khác biệt tiền đạo khi anh có thể tạo nên rất là vì gì Mbappé phát huy sở trường của anh là bứt tốc và tăng tốc hóa tất cả luôn. Cầm em phá thì đã tay các bạn ạ. Cao. Cầm em bóp bê không khác thì chúng ta đang cầm một sân thì bóng bám rất sân. Điều có thể nói về Mbappé mạnh của vậy khi cần tông hút Mbappé chắc chắn là sẽ thế hơn rất nhiều. Nhìn không có gì còn vẹn cả khi mà cậu ta có kỹ thuật, có tốc độ, có nhãn quan rồi chắn sức mạnh một điều có thể thoạt hơn chút so với những chỉ số còn lại cầu thủ bóng đá trên thế giới gần như là chống lại cầu thủ này cao tới 1m95 nhưng cực kỳ và khá là nhanh. Up về. Rất nhiều bạn yêu của giải nào là hay nhất chán rồi một giải hay nhất của anh chắn là mùa Totti 20 ra mắt
khác của em nào cũng bạn có thể tường và bạn yêu thích loại nào hơn thường. Bá đạo của mình ta thấy khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội Mbappe đặc biệt tạt từ bin là rất nguy hiểm. Tình huống bấm A rất đơn giản, Mbappe vẫn cơ được bóng đến chân của tiền đạo. Ta đã thấy tạo của Mbappe khi những mùa giải mới ra mắt thì hot giá, và đây là bạn tậu anh ấy về với béo mồ hot thật sự rất hay. Rồi một tình huống đánh đầu của Mbappé, ta thấy chiều cao khiêm tốn của mình và đánh đầu của Virgil van Dijk mùa giải 19-5 đây là một rất giàu sức mạnh khỏe. Thi đấu thì chính đối thủ cũng phải khen. Trận đấu trước đã quên mất tiền vệ phòng năng phòng tạm đi đáng kể. Trận này thì gần như là đối thủ không đủ cơ hội để diễn team của tôi. Khi mà hai tiền vệ phòng sáng an toàn và đáng tin cậy, cộng với đó là trong khung thành chúng ta có một David De Gea cũng mùa giải to tim 8 tại có mức lương thấp rất chất lượng. Cậu De Gea mùa giải to tim chắn là sẽ cao hơn, cao hơn ngại về cậu anh update rất quan trọng, số càng cao thì thủ môn bắt càng tốt và càng chắc, cộng với đó là một phong độ tốt nữa thì gần như là rất khó để có thể ghi bàn vào lưới. Sau này chúng 8 mà chúng ta cùng. Vậy là trận đấu đã kết thúc. Tôi sẽ chấm cho em về một giải thưởng mức 9 trên 10. Đây chúng ta sẽ xem lại những bàn thắng đẹp của trận đấu này. Tin là một là rất trong vòng cấm. Một siêu phẩm của Rô Béo. Tại hot.